Phương Thanh sang Ấn Độ thăm bạn trai. Ca sĩ Phương Thanh cho biết cô vừa có chuyến đi Ấn Độ, về miền núi La Đắc thăm nhà bạn trai kết hợp quay MV mới. Phương Thanh nói ở tuổi 51, cô đang hạnh phúc trong mối tình với chàng trai miền núi La Đắc, Ấn Độ. Ca sĩ tiết lộ nửa kia tuổi dần, có má lúm đồng tiền, ngoại hình đạo mạo, tính cách tương đồng cô. Duyên từ kiếp này trong luân hồi khó tìm lắm nhưng tôi đã tìm được anh. Tôi có tâm tư của người du mục sống trên núi. Giờ tôi thích đi về miền núi vì ở đó có chồng tôi, Phương Thanh nói. Ca sĩ gọi người đàn ông cô đang yêu là chồng nhưng không tiết lộ hình ảnh. Danh tính của anh. Giữa tháng 4, Phương Thanh sang Ấn Độ khoảng một tuần thăm bạn trai. Cô khoe ảnh dạo chơi, ngắm phố xá ở La Đắc. Người ta nói hạnh phúc mà khoe ra dễ mất lắm. Lần này tôi sẽ kín đáo về chuyện tình cảm, bình yên hưởng duyên lành đang có. Tôi ế quá, tới 50 tuổi mới gặp được phúc duyên, Phương Thanh nói. Quê bạn trai Phương Thanh, vùng La Đắc, thuộc bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Nơi đây được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn, với địa hình hoang mạc rộng lớn, nhiều núi tuyết. Phương Thanh cho biết khi cô tới đây, thời tiết vẫn còn lạnh, phải mặc áo lông, áo khoác dày. Mang bốt cao cổ để giữ ấm khi ra ngoài khám phá cảnh thiên nhiên. Ca sĩ nói 12 năm trước cô từng tới La Đắc hành hương, quy y vào ngày vía Đức Liên Hoa Sinh, hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo quan niệm của Đạo Phật, phóng viên. Phương Thanh không ngờ mình có dịp trở lại vùng đất này, cũng đúng vào ngày vía Đức Liên Hoa Sinh 10-3 âm lịch, 18-4 dương lịch. Phương Thanh nghỉ chân, chụp ảnh ở một quán cà phê nhỏ tại La Đắc. Trong chuyến sang Ấn Độ, ngoài thăm nhà bạn trai, Phương Thanh mang theo cả ekip để quay MV mới. Ca sĩ cùng các cộng sự vượt quãng đường xa hiểm trở, lên tới độ cao 5.200m để có những thước phim ấn tượng với khung cảnh núi non, hoang mạc mênh mông. Sắp tới, khi tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới, tôi sẽ thuê người xịt khói lạnh, lắp máy lạnh, phủ tuyết toàn bộ khán phòng để mọi người cảm nhận phần nào những gì chúng tôi đã trải qua ở Ấn Độ, Phương Thanh cho biết. Phương Thanh chụp ảnh kỷ niệm cùng các cộng sự từ Việt Nam sang Ấn Độ hỗ trợ cô làm MV. Sau một tuần ở Ấn, tối ngày 22 tháng 4, Phương Thanh về tới Sài Gòn. Ca sĩ hội ngộ diễn viên Lợi Trần, Giữa và đàn chị Mỹ Lệ ở buổi tiệc do ca sĩ Na Thần Ly tổ chức. Được Mỹ Lệ khen ngày càng đẹp và trẻ ra, Phương Thanh nói nhờ thuận duyên. Theo ca sĩ, cô hiện suôn sẻ, thuận lợi về mọi mặt, từ công việc tới tình cảm nên tâm trạng luôn phấn chấn, yêu đời. Chị Chanh chịu khó chăm chút bản thân, đi làm đẹp nhiều hơn trước. Giờ tôi là gái có chồng rồi, ngoại hình cũng duyên dáng, mặn mà hơn xưa, Phương Thanh nói. Ca sĩ hiện bận bịu chuẩn bị cho live concert Đóa Hồng Gai, dự kiến tổ chức vào tháng 5 ở Hà Nội và show diễn tại Hạ Long vào tháng 6. Sau đó, Phương Thanh có lịch bay show ở Mỹ từ tháng 7 đến tháng 9. Chắc nhờ thuận duyên, thuận phúc mà hậu vận của tôi nhiều may mắn. Dù vậy, tôi không muốn dùng từ viên mãn để nói về cuộc sống của mình lúc này vì không thể biết ngày mai sẽ ra sao, Phương Thanh nói. Theo Phương Thanh, con gái 19 tuổi của cô ủng hộ mẹ lấy chồng, tìm hạnh phúc riêng. Gà nói mẹ có mạnh mẽ thế nào cũng cần một soái ca để dựa dẫm. Thậm chí, con bé nói với những người bạn của tôi rằng sau này nếu mẹ Thanh vẫn sống một mình, con sẽ rước mẹ theo cùng khi lấy chồng, Phương Thanh cho biết. Phương Thanh sinh năm 1973, nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Cô chuyên dòng nhạc pop, rất với chất giọng khàn, gắn nhiều bản hit như Khi Giấc Mơ Về, Đức Trí, Giả Từ Dĩ Vãng, Nguyễn Đức Trung, Trống Vắng, Quốc Hùng. Ca sĩ còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ Mướn, Khi Đàn Ông Có Bầu, Nụ Hôn Thần Chết, Hot Boy Nổi Loạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.